Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về kinh tế trị. Ở các video trước, ta thấy rằng Việt Nam hiện đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là mô hình kinh tế cơ bản của nước ta. Nó có sự khác biệt đối với các mô hình kinh tế thị trường khác trên thế giới. Tuy nhiên, để xây dựng được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta cần có các công cụ cơ bản. Và một trong những công cụ đó chính là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa. Vậy, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa là gì? Và tại sao chúng ta cần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa? Chúng ta sẽ cùng tìm lời giải trong video này nhé. Phần 1. Khái niệm thể chế kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa. Để hiểu rõ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa, ta sẽ bắt đầu từ khái niệm gốc thể chế kinh tế. Kinh tế thị trường ấy, thì vốn được ví như một sân chơi. Trong đó người chơi chính là những chủ thể kinh tế khác nhau như cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế của nhà nước. Các chủ thể kinh tế này cùng hoạt động và chịu sự tác động của các quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị. Và tất nhiên, họ cũng chịu sự tác động từ hệ thống pháp luật cũng như các hệ thống quy tắc xã hội. Hay nói cách khác, các chủ thể kinh tế với tư cách là người chơi khi tham gia vào sân chơi chung của kinh tế thị trường sẽ phải tuân theo luật chơi và chịu sự giám sát từ các cơ quan quản lý của nhà nước. Ở đây, cái được gọi là luật chơi đó chính là thể chế kinh tế. Vậy thì ta có khái niệm về thể chế kinh tế. Thể chế kinh tế là hệ thống quy tắc, pháp luật, bộ máy quản lý và cơ chế vận hành nhằm điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất, kinh doanh và các quan hệ kinh tế. Theo khái niệm này, thì thể chế kinh tế sẽ bao gồm 3 bộ phận cơ bản. Một là hệ thống pháp luật kinh tế của nhà nước, ví dụ như bộ luật đầu tư, luật đất đai, luật thương mại, v.v. Hay các quy tắc, chuẩn mực xã hội được nhà nước thừa nhận như là đạo đức nghề nghiệp, giữ chữ tín trong làm ăn, đoàn kết hợp tác, cạnh tranh lành mạnh, v.v. Mặc dù những cái quy tắc chuẩn mực xã hội này ấy, thì không phải là luật định chính thức, nhưng các chủ thể kinh tế ngầm hiểu và tôn trọng. Bộ phận thứ hai của thể chế kinh tế đó chính là hệ thống cơ quan giám sát thực thi pháp luật của nhà nước như bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế, các cái bộ, sở, ban, ngành, rồi ủy ban nhân dân, hải quan, cảnh sát biển, rồi thanh tra kinh tế, rồi chi cục thuế, v.v. Các cái bộ phận này ấy, có chức năng thi hành pháp luật, thượng tôn pháp luật, thể hiện sức mạnh quản lý của nhà nước. Và bộ phận thứ ba của thể chế kinh tế đó chính là cơ chế vận hành nền kinh tế hay thực thi luật chơi kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, các chủ thể kinh tế bị dẫn dắt vận hành bởi cơ chế kinh tế thị trường. Nó bao gồm cơ chế cạnh tranh, cơ chế phối hợp, phân cấp quản lý, giám sát. Và các cơ chế này được ví như bàn tay vô hình dẫn dắt điều tiết các chủ thể kinh tế để đạt được lợi ích kinh tế. Từ sự phân tích bản chất về thể chế kinh tế như trên, chúng ta sẽ đi đến khái niệm hẹp hơn. Đó là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo khái niệm, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là hệ thống đường lối, chủ trương chiến lược, hệ thống pháp luật, chính sách, xác lập cơ chế vận hành, điều chỉnh hành vi và các quan hệ kinh tế của các chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh tế nhằm hướng tới thiết lập đồng bộ các yếu tố thị trường hiện đại theo hướng góp phần thúc đẩy dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trường hợp đặc biệt riêng của thể chế kinh tế nói chung. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về cơ bản thì cũng bao gồm 3 bộ phận cấu thành như là pháp luật, quy tắc xã hội, rồi là cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước và cơ chế vận hành nền kinh tế. Tuy nhiên, thì do điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau, nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khác với thể chế kinh tế thị trường ở các quốc gia khác.
Trước hết là sự khác biệt về mặt định hướng chiến lược. Thì thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhắm tới mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là mục tiêu cơ bản của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Và do đó sẽ dẫn đến sự khác biệt về hệ thống pháp luật, rồi là quy tắc xã hội, rồi là chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các bạn nhé. Chúng ta sang tiếp phần 2, sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta thấy rằng thể chế kinh tế luôn luôn đi sau sự vận động biến đổi của lực lượng xuất. Cho nên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tất yếu và liên tục. Hay nói cách khác, để xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất thiết phải liên tục hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế của nó. Cụ thể thì sự cần thiết hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xuất phát từ 3 lý do cơ bản như sau. Lý do thứ nhất, do kinh tế thị trường mới được hình thành và đang phát triển, nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chưa đồng bộ. Chưa đồng bộ có nghĩa là gì? Chưa đồng bộ tức là sự thiếu thống nhất, chồng chéo về mặt nội dung, chức năng, nhiệm vụ của thể chế kinh tế. Ta có thể lấy một ví dụ về chưa đồng bộ, thiếu thống nhất trong hệ thống luật pháp giữa luật đầu tư và luật đất đai hiện nay chẳng hạn. Thế thì về luật đầu tư, khi xin cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 hectare đất nông nghiệp, thì trong luật đầu tư tại điều 32 thì quy định là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền chấp nhận cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong khi luật đất đai điều 58 thì lại xác định đó là thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Điều này làm cho doanh nghiệp đầu tư muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất dưới 10 hectare không biết là xin cấp phép đơn vị nào cho đúng. Hay như ví dụ về sự thiếu đồng bộ giữa luật giáo dục đại học 2018 và luật viên chức về vấn đề tự chủ đại học chẳng hạn. Thế thì trong luật giáo dục đại học 2018 thì trao thẩm quyền cho các đơn vị tự chủ cho việc quyết định về việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhân sự trong trường và chi thường xuyên trong quá trình quản trị trường. Tuy nhiên thì đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập, đa số nhân sự trong trường lại là viên chức, phải tuân thủ các quy định của luật viên chức hiện hành. Với tư cách là viên chức thì lương và phụ cấp của giảng viên hiện nay được thực hiện theo chức danh nghề nghiệp, theo thang bậc lương tương ứng như các chức danh nghề nghiệp viên chức khác, chứ các trường đại học không có quyền tự ý quyết định. Như vậy là thấy được sự vênh giữa luật giáo dục đại học và luật viên chức. Bởi vậy có sự chồng chéo về nội dung không thống nhất trong quy định giữa thẩm quyền giữa các bộ luật hiện nay. Nó thể hiện sự thiếu đồng bộ về thể chế, mà cụ thể đó chính là luật pháp và chức năng của cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, đây là lý do đầu tiên cần phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Lý do thứ hai phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là hệ thống thể chế của chúng ta chưa đầy đủ. Khi chúng ta chuyển sang kinh tế thị trường từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung năm 1986, hệ thống thể chế kinh tế gồm có luật pháp, quy tắc chuẩn mực, rồi cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước hay chủ thể kinh tế tất yếu sẽ phải điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện nay mặc dù có sự điều chỉnh, nhưng hệ thống thể chế của chúng ta vẫn chưa đầy đủ, bởi thể chế luôn luôn đi sau sự phát triển lực sản xuất. Ví dụ như trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, thì xuất hiện các hình thức kinh doanh online như kinh doanh trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok cũng đang nở rộ và khá phổ biến. Nhưng nhà nước hiện nay chưa có văn bản luật và chưa có cơ chế thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh online. Điều đó cho thấy về mặt thể chế chúng ta còn thiếu và chưa đầy đủ. Thể chế kinh tế thị trường là sản phẩm của nhà nước, bởi vì nhà nước là chủ thể lập ra luật pháp và tổ chức thi hành pháp luật. Nhà nước Việt Nam thì về bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì thế,
thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam mục tiêu phải là vì lợi ích của nhân dân. Do vậy, khi mà xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của nhân dân, rồi lợi ích của nhân dân và mục tiêu kinh tế ngày càng thay đổi, thì nhà nước phải xây dựng và không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường là tất yếu, khách quan. Lý do thứ ba, hệ thống thể chế còn kém hiệu lực, chưa đủ mạnh, hiệu quả thực thi chưa cao, chưa có đầy đủ các loại thị trường và các yếu tố của thị trường. Chất lượng của chúng còn ở trình độ thấp. Thế thì các bạn thấy rằng kinh tế thị trường được tạo lập bởi nhiều loại thị trường thành viên như thị trường hàng hóa dịch vụ, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường tài chính và thị trường công nghệ. Các loại thị trường cơ bản này của chúng ta còn chưa hoàn thiện hoặc ở trình độ thấp, nên hệ thống thể chế của chúng ta kém hiệu lực, hiệu quả thực thi chưa cao. Ta lấy ví dụ trong thị trường tài chính chẳng hạn. Ở các nước phát triển thì người dân họ chủ yếu chi tiêu, mua sắm, nhận, trả lương thông qua tiền điện tử, chuyển khoản. Thị trường tài chính của họ tương đối hiện đại, nên nhà nước dễ dàng kiểm soát được dòng tiền lưu thông, kiểm soát được thu nhập cá nhân, kiểm soát được thu nhập doanh nghiệp. Do đó sẽ hạn chế thất thoát các khoản thu thuế từ thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước. Còn đối với nước ta thì thị trường tài chính đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện. Cơ chế kiểm soát dòng tiền trong dân còn kém hiệu quả. Giao dịch chủ yếu qua tiền mặt, nên nhà nước khó kiểm soát được thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp. Ngân sách sẽ bị thất thoát và hiện tượng tham ô, tham nhũng, rửa tiền khó phát hiện. Hay như ví dụ về cơ quan quản lý nhà nước chẳng hạn. Hiện nay cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước chưa đủ mạnh để kiểm soát các hoạt động loại hình công ty, dẫn đến một vài công ty đa cấp biến tướng gây phương hại đến lợi ích của nhân dân và người tiêu dùng. Cơ quan quản lý thị trường chưa đủ hiệu quả quản lý, dẫn đến hiện tượng là có hàng giả, hàng nhái, rồi gây ô nhiễm môi trường còn khá phổ biến. Bởi vậy, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là yêu cầu khách quan trong giai đoạn hiện nay. Tóm lại, ba lý do cơ bản để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì? 1. Thể chế kinh tế thị trường của chúng ta còn thiếu đồng bộ. 2. Thể chế kinh tế thị trường của chúng ta còn chưa đầy đủ. 3. Thể chế kinh tế thị trường của chúng ta còn kém hiệu lực, chưa đủ mạnh, hiệu quả thực thi chưa cao, chưa có đầy đủ các loại thị trường và các yếu tố thị trường, chất lượng của chúng còn ở trình độ thấp. Với nội dung trình bày như trên, hy vọng các bạn có thể nắm được cái nội dung cơ bản về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp nội dung còn lại về thể chế kinh tế thị trường và các quan hệ về lợi ích kinh tế ở Việt Nam hiện nay các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.